Một vụ cháy vừa xảy ra tại căn nhà 4 tầng nằm trong một con hẻm trên đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 2 tháng 1. Theo đó, khoảng 10 giờ 30 phút sáng cùng ngày, lửa bất ngờ bốc lên kèm khói cao từ tầng trệt của căn nhà. Phát hiện sự việc, người dân khu vực đã hô hoán chạy đến hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành. Lúc này, trong nhà có hai người bị mắc kẹt, cũng được mọi người giải cứu đưa ra ngoài. Do căn nhà chứa các vật dụng bằng mây tre đan dễ cháy, nên ngọn lửa mỗi lúc càng bùng lên dữ dội. Nhận được thông tin, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt điều động xe chuyên dụng cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đám cháy sau đó đã được khống chế. Vụ hỏa hoạn không thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản trong căn nhà đã bị thiêu rụi.